Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một con chim màu xanh bằng giấy như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây kéo, những cái cây bút màu nước như thế này, một cây bút chì này, một chiếc compa, súng bắn keo và một cây thước kẻ. Và nguyên liệu ở đây mình có hai tờ giấy màu, mình có màu đỏ và màu xanh lá cây nha. Giờ mình sẽ đi làm cái tờ giấy màu xanh lá cây này trước. Đối với cái tờ giấy màu xanh lá cây này, bây giờ mình sẽ vẽ ra đây một hình tròn. Và bán kính của hình tròn này mình sẽ để là 6cm nha. Giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Đó. Mình sẽ cắt ra một cái hình tròn như thế này. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái cánh cho cái phần thân này nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi làm cái cánh mình sẽ làm bằng màu đỏ. Mình sẽ vẽ cái cánh ở đây nha. Mình sẽ dán lên cái con chim này nhé. Và mình sẽ cắt ra trước. Mình đã cắt xong một cái cánh như thế này. Giờ mình sẽ dán lên cái phần thân này nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm cái mỏ cho con chim này. Mỏ mình sẽ sử dụng bằng một chút màu vàng nha. Mình sẽ cắt cho một chút màu vàng nha. Sau đó mình sẽ cắt thành một cái hình tam giác. Mình sẽ dán lên cái phần mỏ của con chim này.
theo mình sẽ làm cái đuôi cho con chim mình nhé. Cái phần đuôi mình cũng sẽ sử dụng một chút màu vàng nhé. Giờ mình sẽ cắt ra những cái tua tua nha. Sau đó rồi mình sẽ gắn cái này lại với nhau. Mình sẽ dùng keo này gắn từng cái vào một. Cái tiếp theo nha. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Mình sẽ dán đè lên nhau như thế. Mình còn hai cái nữa nha. Như vậy là mình đã gắn xong cái đuôi của con chim như thế này. Giờ mình sẽ gắn lên cái phần thân của nó nha. Trước khi gắn thì mình sẽ làm cong cái phần đuôi này lên. Mình sẽ gắn nó lên. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm cái mắt cho con chim mình nhé. Mình sẽ dùng màu đen này, mình sẽ vẽ cái mắt của nó ra đây nha. Mình sẽ vẽ luôn ba cái lông mi. Như vậy là mình đã làm xong cái phần thân chim, cánh chim, một con mắt và cái mỏ như thế này. Giờ mình sẽ tiếp tục làm bên này nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ đi cắt cái giá cánh của nó ấy. Mình cũng sẽ cắt tương tự như là cái mặt bên mình vừa làm nha. Đây mình sẽ cắt ra một mảnh giấy như thế này, sau đó mình sẽ vẽ cái cánh ở đây. Mình sẽ cắt ra.
Mình sẽ cắt được cái này ra nha. Giờ mình sẽ gắn nó lên. Vậy là mình đã được một cái cánh này. Tiếp theo mình sẽ vẽ con mắt ở bên này nha. Mình sẽ vẫn dùng màu đen nhé. Đó, như vậy là mình đã làm xong cái này, mắt cho con chim như thế này. Mình sẽ làm cho con chim của mình một cái màu nha. Màu mình sẽ sử dụng bằng màu vàng. Rồi mình sẽ cắt nó ra này. Đây, mình sẽ cắt một hình như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ cái màu ra đây. Và mình sẽ cắt cái màu này ra nha. Đây là mình đã cắt xong cái màu, bây giờ mình sẽ gắn lên cái phần đầu của nó nhé. Sau đó mình sẽ dùng cái bút để vẽ viền của cái thân con chim này nha. Mình sẽ vẽ cái phần viền lên cho nó đồng nổi. Cả cái màu nha. Cái màu nữa này. Như vậy là mình đã làm xong một con chim bằng giấy cực kỳ đáng yêu như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.